Tôi xin hỏi về một trường hợp sau. Có một người trong kiếp A quy y Tam Bảo, trau dồi pháp bố thí, cung kính giữ giới và hộ độ giúp sức cho Tam Bảo, kèm theo những lời nguyện xuất thế gian chứng A-la-hán và cả thế gian tái sinh cõi người. Sau khi hết kiếp A, người này sinh vào cõi trời ở kiếp B, là một người có nhiều tài sản và quyền lực. Tuy nhiên, do vô minh là mưu cầu quyền lực nên phạm các điều ác như lạm dụng quyền lực, áp bức người khác và những tội lỗi khác. Nếu người này hết kiếp B muốn sinh vào cõi trời trong kiếp C kế tiếp, có phải làm những thiện pháp khác lúc trước thân hoại mạng chung hay là nghiệp quá khứ đủ nâng đỡ người này sinh vào cõi trời? Xin thưa là cái phước mà mình nó tùy ha, nhưng mà sư nhắc để quý vị nhớ cái sự kiện mà cái người cái vị tỷ kheo mà bị ghẻ lỡ à, thì vị này á trong kiếp quá khứ từng là cái người bán chim, thì khi mà bắt chim á thì vị này mới bẻ chân mấy con chim nó đi. À, thì con nào bán thì bán, mà con nào bán không hết thì để lại ăn. Thì trong một lần á, vị này gặp một, trong khi mà chuẩn bị ăn thì gặp một vị Phật độc giác đi ngang qua, và vị này cúng dường cái con chim đó, con chim mà đã nướng là rồi chuẩn bị ăn đó, đã làm xong hết rồi, cúng cho vị đó. À, thì vị sau khi cúng á, là vị đó nguyện là mong cho con được cái quả vị của ngài và Phật độc giác chúc phúc. Sau đó cái vị này luân hồi theo nghiệp, tức là cái nghiệp sát sanh thì vẫn đi xuống địa ngục bên như thường nha. Rồi cho tới kiếp cuối cùng mới do cái nghiệp sát đó, cho nên vị này phải sống cái cảnh là bị mủ rồi bị què hoặc nằm một chỗ các thứ. Nhưng nhờ cái phước năm xưa đó, từng hứa đã từng cúng mà phát nguyện á, cho nên Đức Thế Tôn tự thân ngài đi tới gặp vị đó, tắm rửa sạch sẽ, thuyết pháp thay y phục cho vị đó, thuyết pháp để vị đó chứng đắc đạo quả. Sau khi chứng xong, vị đó mạng chung luôn. Vì vậy sư rút ra bài học như thế nào với câu hỏi của quý vị, là mình làm phước thì mình sẽ hưởng quả của phước đó, mà mình tạo tội thì mình sẽ hưởng quả tội của việc mình làm. Đơn giản như thế thôi. Khi nào cái quả nào nó trổ thì mình sẽ hưởng cái quả đó. Đấy. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.